phát tài. Nè, xuống bài đi, đâu quá vậy? Mời. Chúc mừng sinh nhật của ông tướng. Mời. Giỡn bài đi. Nhìn kỹ như vậy để nhìn chúng người, con cũng nhìn má. Test của má tệ vậy sao? Có gian lận, ba người dây một ông già. Nè, tới phiên anh. Tôi tới. Ây da, tôi cũng vậy đó. Chứ không còn bài này thôi à. Ây da. Thua cho ba người. Vậy đó hả? Ây, tôi thua cho ba người lần à. Ây, tôi ít đâu có đáng gì chứ. Nè ba cố, lâu rồi không chụp hình với bác. Chụp với tôi một tấm đi. Tôi đã thua nhiều lắm. Để lát trả lại cho bác. Cái bàn này bác không ngồi lâu được đâu. Nè, đứng lên qua đây. Nè, nhưng tôi đang đánh bài. Tôi thấy chuẩn. Chỉ là thế thôi. Tôi không biết chơi. Chơi nhỏ chút hơn. Được. Hình như là cậu không có biết chơi bài à. Vì mới học không bao lâu không thành gì mấy. Xếp lại. À được, xếp lại. Ai làm cái? Tôi vừa mới thắng. 9. Nhờ 2, 3, 5, 10. Vừa đúng hơn. 10 thì lấy chỗ này. Còn 8, chỗ này thì đúng hơn. Đúng. Con bài đầu cũng phải suy nghĩ rồi. Đến đây một con cho coi đi. Trong đó. Lấy. Tôi thiệt là không biết chơi bài. Có hai con lấy một con. Như là kêu lên hay là kêu đôi? Đôi. Tôi không phải muốn kêu đôi. Đâu có phải. Quy lệ của bài Đài Loan kêu đôi là phải đôi. Không, tôi quan. Hả? Đánh mơ. Thì đánh đại một con. Nè nè. Con này được không? À được. À được. Bạch bạn. Hồng chung con cuối. Tức quen. Cũng là quen. Cẩn thận. Coi chừng bị hớ. Lại là quen. Hả? Ây, đừng có là không tin. Lại quen nữa. Ý nè, không lẽ con cuối để tôi lấy được. Không nói đúng như vậy. Chuyên đề thật là tình cờ. Tự tới. Cửu dạng. Nè, mở bài úp ra coi thử. Ba vị, đã có lời thì phải rút tay lại. Hôm nay dặn dặt chúng tôi có chuyện mừng. Các chị hãy ngừng tay. Mở bài ra coi coi. Hôm nay đại thọ tức ra ba người đuôi. Hãy cút mau. Đi. Con lại xếp qua họ. Thôi không xong, con là gay. Con làm khá lắm. Muốn ra ngoài kiếm ăn hai bữa, nhưng mà không biết lựa chỗ thôi. Nhưng mà con làm gì cũng đúng, không mất không khí vui ở đây. Nhưng mà những trò đùa của con đối với những tên đường đạt tầm thường thì không sao. Nếu như ra trận lớn, con đã phạm đại kỵ. Con đã hiểu. Đánh ăn lớn mà chơi gian lận. Thôi chặt tay con, cũng không biết cách nào cản lại. Vậy con tiền bắt phút đã trả lại hết cho ổng. Cua mới giúp ổng gì, còn nói là không muốn cua ổng. Thằng mắc dịch, nói bậy gì đây. Nè nè, con hai, tướng già tới rồi. Chào 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 ch
Chào. Bà, về tới hả? Bà, khách đông đủ. Được. Cảm ơn. Đã chào hỏi các chú bác chưa? Dạ có. Nè các anh em, thằng con của tôi vừa bước ra đời, có nhiều thứ không biết. Từ nay nhà các người chú có đến nhiều một chút. Cậu hai giỏi như vậy, cần gì chúng tôi dạy chứ? Sao nói như vậy? Phải dạy. À phải, tôi có một đại sự muốn tuyên bố với các người. Cái chuyện này tương đối đột ngột một chút, cho nên đã không nói cho các anh em biết. Có phải muốn đem kinh doanh giao lại cho Kim Dầu? Chưa có mau như vậy, là một đại sự trong đời của tôi đã quyết định. Honey, qua đây chào anh em của anh đi. Honey. Bà, cô Honey này lại đây. Cô kêu cổ là chị Sophia thì được rồi. Chúng tôi vừa mới kết hôn ở Las Vegas. Kết hôn? Là em nuôi của má thằng Dầu đã mất hơn 10 năm. Tôi kiếm lại một người cũng là chuyện duyên phận. Điều hiếm có vừa gặp đã yêu nhau. Hả? Vậy chúc mừng anh. Cảm ơn. Vừa đại thoại vừa kết hôn, đúng là song hỷ lâm môn ạ. Nè, chúng ta qua bển kính tước gia một ly. Cảm ơn các chị. Cạn ly ha. Dạ, con đỡ. Anh cũng uống. Lâu nay nhịp tim tước gia không tốt gì mấy. Hôm nay tôi thay mặt ổng uống với các chị một ly. Xin mời các chị. Nè, có được hay không Honey? Wow, thủ lượng mạnh là cao. Giỏi thiệt. Đừng khách sáo. Bà của cậu thường nhắc tới cậu. Chị Sophie, xin chào. Ây da, từ nay chúng ta là người một nhà rồi. Đừng khách sáo như vậy. Nè anh Bồi, mở tiệc mau. Qua bển ngồi. Đi. Mời bển ngồi. Ngồi đây. Bà của con lấy vợ sao đột ngột vậy? Tôi, con đoán không được. Con cũng chưa nghe qua ẩm của bạn gái. Uống thêm một ly. Mẹ ghẻ của con còn trẻ quá, mắt của bà lại có tà khí. Má chỉ sợ chưa chắc là phước của bà còn. Quan trọng là em thấy vui thì được mà. Con là con, tôi ủng hộ ẩm. Các chị uống thêm một ly. Hy vọng là má đã nhìn lầm. Vô chỗ. Alo, Danny đi. Ngày mai có rảnh hay không? Muốn giới thiệu với anh hai trái bụng sexy. Sexy cỡ nào? Mặc kệ đi. Ngày mai 10 giờ gặp tại bến đò Sấy Cùng. Tôi đã hẹn với hai cô thì là hấp dẫn. Đến nỗi tim đập phành phạch đó. Mỗi người một cô. Đập gì mà phành phạch? Đập không nghe tiếng tôi sẽ đập anh. Đập phành phạch. Anh cứ giật tên tôi. Nhớ đúng giờ. Được. Cô thiệt tế đó. Chào bà Tì. Sao nãy giới thiệu bơm sát cho tôi, mặt trời lên tới đỉnh vẫn chưa thấy. Không có gạt anh, một con của anh một con của tôi. Người mà định giới thiệu cho tôi thì là ngộ nghĩnh lắm. Biết biệt hiệu của cổ kia là gì hay không? Nữ hắc hiệp, xui tận mạng. Đẹp tận mạng thì còn được, xui tận mạng kết gì? Cả hai đều có. Thì tới rồi kìa. Lần nào cũng đi taxi tới, không lần nào không đụng. Chi tình. Ủa, cũng đẹp thiệt hơ. Không có lần nào không té lòi bắn họng. Nhờ, thế nào, không gì chứ? Không sao. Anh lại. Tôi là bạn của KBT và Kim Dầu. Tôi kêu là không đẹp. Không đẹp, đâu có phải. Tôi là không đường công. Không đường công, đâu có lý nào. Hey, chỉ là nói láo mà thôi. Thế nào cũng mua trái cây hay không? Đương nhiên là có. Nè. Đã kêu chị đừng có đụng tới mà. Không biết mình xui xẻo hay sao. Xin lỗi. Nữ hắc hiệp thì là không hổ danh. Đẹp à, thôi giờ giùm cho tôi. Chị không sợ tôi xui hay sao? Vậy cũng đúng. Nè, anh có lợi đó. Thì sao lại nói như vậy? Nè,
Để tôi qua cho. Dạ, để bị phòng lên hết rồi nè. Đó, thiệt đỏ hết trơn này nè. Đâu có, đâu có. Thăm chút hả? Nè, nè, đâu, để thăm một chút đi. Đâu có. Ê, dạ, nhất định sẽ tốt hơn cho nhà đó. Nè, đi chạy. Để thăm một chút nè. Đừng có sao nữa. Tại sao không hả? Thôi, đừng có sao nữa. Tôi qua cho mà, đâu có gì chứ. Ê nè, có thấy buồn hay không hả? Ê, dạ thiệt là. Đi, đi. Chắc hồi chỉ là nói chơi. Có thiệt xuyên vậy sao? Tốt nhất anh hãy ngồi xa một chút. Tôi sợ anh bị lây. Tôi không tin gì đoan. Mới đầu tôi cũng nói như vậy. Tới khi họ gặp xui xẻo thì họ chạy xa và bỏ tôi. Ừ, tôi không phải là tự khen mình. Nhưng tôi khẳng định tôi không phải là hạng người này. Được, tôi sẽ cho anh coi quy luật của tôi. Anh sẽ biết là tôi đáng sợ biết mấy. Hi Robert. Ui, hi, không đẹp. Alo, cái gì? Ba tôi mới chết. Người đẹp. Hello. Làm gì đó? Ê, dạ không có gì đâu người đẹp. Ở bên kia có người kêu tôi. Cô thì xui vậy à? Tôi đã nói. Anh coi có đáng sợ không? Đụng đến tôi thì bị rất lấy xui xẻo. Ông chỉ làm mấy tay xuống nữ. Đâu có quá nghiêm trọng. Anh có thấy ông trèo lên không? Ừ, không phải hả? Nhìn nếu hôn một cái sẽ bị trời tru đất diệt. Rất có thể như vậy. Sao? Anh có thấy bị đau tim, bị nhức đầu hay không? Tôi không gì. Lát nữa anh sẽ có chuyện. Lâu nay tôi thiệt là hên. Không tin, tôi không cái nữa. Tôi không muốn hại anh. Tôi đâu có chuyện gì. Anh thì không sợ. Tôi cũng không sợ. Nè nè, đừng có đẩy tôi. Nè. Nếu anh cứ bị xui thì đừng đổ thừa tôi. Anh không tin gì đâu anh. Vậy lát nữa khi lên bờ anh đem về nhà. Thiệt hả? 10 năm nay không có bạn trai nào đưa tôi về nhà hết. Bây giờ thì có nè. Không thèm cái. Được. Em ở trên này. Cảm ơn anh. Bye bye. Không mời anh lên nhà ngồi chơi à? Thôi đi. Tới giờ mà anh không có sao thì em cảm thấy rất vui. Không cần phải sợ. Em sợ qua lây đến anh. Thì là cười. Đã bắt đầu rồi. Ai thích Đức vậy? Dâm. Thấy chưa? Anh hãy mau về nhà, bước qua lò lửa, tắm nước lá bữa xả xuôi. Bây giờ kiểu này làm sao mà về? Anh phải lên nhà của em để tắm nữa. Anh không sợ thì cứ lên. Anh không sợ. Có bộ em còn sợ hơn anh. Em quên nói anh biết, con đường này có một con chó điên, bất tình lình nó sẽ nhai ra cắn người ta. Thiệt à? Thiệt. Anh đã biết nó ở chỗ nào? Ở đâu? Nó tắp mồm của anh. Hả? Hả? Tức cười lắm hả? À, đem giặt đồ cho anh. Dạ. Đừng đi, nói chuyện với anh. Bây giờ anh đã bắt đầu bị xui. Em cũng muốn hại anh. Anh đã nói không tin mấy cái chuyện này. Sẽ ra chuyện gì? Bị tim bộc phát, đưa tới bệnh viện cấp cứu. Ba. Không sao.
Ba đau vậy còn nói là không sao. Con đưa ba đi bệnh viện. Kim Dâu, ba của cậu không có sao đâu. Nếu mà cậu lo lắng thì đưa ông tới bệnh viện đi. Vậy là khỏi cần lo. Thế nào, còn chỗ nào đau hay không? Thì vô bệnh viện kiểm tra mọi thứ đi. Các người thiệt là có lòng, có mặt đầy đủ tới thăm tôi. Thật ra tôi không có gì đâu. Hồi sáng này tập thể dục thể thao, hơi hăng một chút, tập quá lâu. Anh Tước, tập thể dục phải tự lượng sức của mình. Còn phải coi tập thể dục loại nào. Anh đâu phải còn 18-20. Tôi chỉ là press up thôi. Tuy chỉ là set up, nhưng mà không biết ai set ai up. Chị Nhất Đồng, có gì chị cứ nói thẳng. Em còn trẻ cho nên không biết gì hết. Chị rảnh thì dạy cho em nhiều chứ. Cô không biết à? Quen được với ông già 60 tuổi mới đó đã kết hôn. Cô thiệt là biết lựa hàng quá chứ. Chị Nhất Đồng, nhiều khi chuyện tình cảm rất là khó nói ghê lắm. Một khi mình đã yêu ai thì tuổi tác đã không còn là vấn đề. Nhưng mà mẹ mấy năm nay không có bạn trai, coi bộ chắc không hiểu được. Nè, bây giờ chị Nhất Đồng là người bạn mấy chục năm nay mà anh tôn kính nhất. Nói chuyện ngoan ngoãn một chút thơ. Ngoan. Tức là chúng tôi đều là cổ đông trong kinh doanh sòng bạc của anh. Bây giờ anh không có được khỏe. Tôi có một đề nghị, thật ra không biết nên nói hay không. Anh Mèo, mình là anh em mấy chục năm rồi, có gì nói không được chứ. Cứ việc nói ra đi. Chúng tôi cảm thấy anh nên chỉ định một người thừa kế, để người đó bắt đầu vào công việc. Một là có thể giảm nhẹ được cho anh, hai là một khi anh đi vắng còn có người săn sóc việc kinh doanh mà. Vậy cũng đúng. Thật ra anh đi qua Mỹ cả tháng trời, việc kinh doanh kim giải đã trông chừng giùm anh. Anh hãy sớm vào lại cho nó đi. Nó còn quá trẻ, chưa có đủ kinh nghiệm. Hơn nữa chưa bao giờ gặp bài nghịch cảnh. Bài nghịch cảnh là gì? Đó là cầm trúng một mớ bài dụng hết, không còn cách nào dụng nữa, làm cho mất hết lòng tin, không còn đấu trí. Nhưng mà còn phải đánh vắng bài này cho sống trở lại. Thua ít thì coi như là thắng. Tôi rất cảm ơn các vị đã coi trọng kim dầu của tôi. Nhưng mà cái chuyện này tôi muốn suy nghĩ thêm vài tháng nữa. Lúc đó tôi đến thần thử tài của nó. Nếu qua được cửa này tôi mới quyết định. Vàng Tức Bổn này năm xưa nổi tiếng là vua mạt dược ở trong giang hồ. Hôm nay còn thừa kế vị, nhất định là có nhiều kẻ thù tới kiếm nó. Lúc đó tài công bằng người ta thì tôi sẽ bị mất mặt. Đúng rồi, cái danh hiệu vua mạt dược đệ nhất không thể mất mặt được. Mì Long, Nông, uống đi. Lần nào tới đây, anh cũng một mình uống nguyên chai rượu. Hôm nay được như lời thông minh, ăn tôi 20 mấy giấc. Thông minh cái gì, ta là anh dở mà thôi, còn đổ thừa. Anh chỉ được hên, chơi tiếp. Được. Đừng chơi nữa. Thu lùi nhắn này thì nghỉ. Hey, nói gì, người ta đang chơi mà. Kêu đừng có chơi nữa, mở hết, thu hết. Sao kỳ vậy? Được, em muốn thế. Hey, uống thế thì không được. Ai nói là không được, ra ngoài nhảy với em. Ê, đừng, đau quá. Nè, đừng. Thằng quỷ này sớm nay hơn vậy. Chạy. Hôm nay mọi người vui vẻ, cô sẽ bánh chúc mừng. Có sao không? Anh không gì, chỉ là cái đút chơi trúng cái lỗ mũi. Sorry. Không sao, được mà. Hình như là anh thở không nổi. Hả? Đi em coi. Em biết rồi, cái nút nhét vào lỗ mũi của anh. Hả? Chính xác vậy à? Có thiệt không? Ai làm bạn trai của em, khi xui thì không có đường đỡ. Đâu có xui tột đỉnh chứ. Giỡn thì bịch luôn bên này. Kamate, mau qua đây. Kamate. Chuyện gì? Có ảnh kìa. Wow. Có thiệt hay là không? Thế giờ nè, trả lời. Wow. Bây giờ dễ chịu hơn nhiều. Dễ nhiên, lỗ mũi của anh bây giờ rộng hơn gấp 2 lần. Là thiệt. Một con người không được khỏe hả? Anh Bằng, sao đúng lúc vậy? Không, tôi đến để tuần tiệm thôi. Bộ bạn của anh không có được khỏe hả? Không, bây giờ không sao. Tôi là Bao Bằng, chủ ở đây. Tôi là Dạng Kim Dầu. Con trai của Tức Nha, Dạng Kim Dầu, tôi biết.
Anh là người 13 của tôi chỉ dán đầu tiên. Là hạ anh ngay. Tôi biết rõ mà. Nè, hãy coi người bạn nhỏ này rất có phong cách. Nghe nói anh trai mặt trượt giỏi như ba anh. Nếu thật như vậy, tôi là bại tướng dưới tay của ba anh. Tôi cũng muốn theo anh học hỏi. Vậy cũng tốt. Bên kia có phòng VIP. Vậy chúng ta chơi vài ván đi. Đánh kiểu nào? Kiểu Quang Đông. Ba đôi là ba phan. Có đủ đôi là 8 phan. Mỗi ván bao nhiêu? Nhỏ thôi. Mỗi phan là 3,200. Ok, không thành vấn đề. Nhưng mà tính từng đôi. Đánh bài Quảng Đông có được bao nhiêu phan? Một ván hơn thua, người nào thua sẽ thua thêm 500,000. Được. Hắn không đổ bài, hãy đánh thêm một hai con bài. Không là hắn không chơi lợi lợi. Toàn là rác không vậy. Chung. Hồng Chung. Thiệt lão cơ. Bỏ đôi Hồng Chung. Tôi không thích màu đỏ. Qua. 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 Quang qua. Ê. Lại thêm một qua nữa. Hên thiệt ba phán. Tôi sợ hay sao? Qua thì không cần phải sợ. Nhưng mà không biết con này có đáng sợ hay không. Giỏi hơn. Ba con hồng trúng. Tôi cũng có. Quang. Quang. Sáu cái quà. Vậy còn quà nữa. Tôi có một con quà. Tôi không nghĩ là anh lấy được con quà thứ 8. Không cần 8 con quà, bài thật sự cũng thắng được anh. Đồ bậy. Đoán đúng. Giới thiệu. Quà, đồng mầm còn đồng đôi. Đồng màu 8 phần tới rồi thêm 3 phần. Một đài hoa cộng luôn hoa chính, tất cả là 14 phần. Có phần còn lấy hoa như vậy là 16 phần. 4 phần 3,200 nhân đôi 6,400, còn nhân lên 16 phần nữa, tổng cộng là 13.107.200 đồng. Cộng thêm cá độ 500,000, tổng cộng là 13 triệu bạc. Số lẻ anh dành lại đón taxi về. Không cần phải tính. Anh không cầm say. Thua thì phải chịu. Ngày mai tôi đem tiền tới cho anh. Đi. Anh là con trai của Tước gia, không sợ là không thu được tiền. Nhưng nếu đồn ra ngoài thì ba của anh sẽ bị mất mặt. Không tiễn à. Kim Dầu, cũng là lỗi của em. Để nó không có liên quan tới em. Kamate, hãy mau mau nghĩ cách. Tôi thật là không dám nghĩ. Lần này nhất định sẽ bị ba của anh chửi nát. Thôi mình đi. Tiền là mất mặt. Ba đã dạy con bao nhiêu lần, đừng có tới chỗ người lạ đánh mạt chược mà. Con đâu có biết người ta bày ra cái kế gì để mà hại con chứ. Con đánh lớn như vậy nữa, tiền bạc không phải là vấn đề. Hả? Bị đồn ra ngoài con trai của Tước gia thua tới 13 triệu bạc. Ba còn mặt mũi gặp ai hả? Tước gia thanh niên thì ai cũng háo thắng mà. Từ nay nó sẽ không phạm lỗi nữa. Kim Dầu ha, sức khỏe của anh không được khá, không nên nổi giận. Không giận sao được. Ba cho con biết, trong vòng 6 tháng không được ra ngoài đánh mặt trượt, cho tới khi ba khảo thì còn hả? Dạ. Tước gia, ba bạn đã đến nhà muốn gặp ông. Muốn làm tôi mất mặt. Chắc là bà Tước. Còn đây là ông Tước.
Sắc mặt của ông cũng tốt lắm. Thì cảm ơn ông nhiều. Tối qua dạy con giùm tôi, con không mau cảm ơn ổng. Tôi đâu có dám. Thật ra 7 năm trước, chỉ một đêm mà ông ăn sạch tiền của tôi. Lâu nay tôi cũng muốn tìm cơ hội để học hỏi ông. Học hỏi thì không dám đâu. Tiền con trai của tôi thua, ngày mai tôi phải người đem tới cho ông. Chỉ có 10 mấy triệu thôi. Chỉ cần tức vào chuyện chơi một ván bài với tôi thì tôi sẽ bỏ hết. Ông kêu tôi đánh thì tôi đánh. Vậy là trở thành người đánh thế trong quán mặt chược. Dạ, đừng có nổi giận. Cẩn thận sức khỏe của anh. Thì xin lỗi, xém một chút đã quên rồi. Thức gia đã già, không được nhanh nhẹn. Làm gì có gan dám đánh bài lớn gây cứng như vậy chứ. Xin lỗi, tôi tự tác. Bố bạn, đừng có chơi trò. Nói cho mày biết, nhóc con, tối qua đánh bài ở chỗ tao, tao chưa tính với mày. Nếu không nể mặt ông già mày thì tao đã chém chết mày. Sao dám nói những lời này trước mặt của thức gia? Ông muốn kiếm người để đánh bài, tôi đánh với ông. Honey, lúc đàn ông nói chuyện bà đừng có xen vào. Thua thì phải nhận. Con trai tôi bị thua là vì học nghề chưa tới. Tiền nợ của nó do tôi phụ trách. Còn tính thêm tiền lại cho ông. Thói quen của tôi là không bao giờ chơi lại với bại tướng của mình. Không tiện. Được rồi, nếu ông không nể mặt thì hình như chị nhà không được vui gì mấy. Tôi cũng là người nội trợ học biết đánh bài. Nếu có gan thì đánh với tôi 120 phan. Được. Sophie, đây là quán chiến của chúng tôi, không có liên quan tới dàn gia. Ai quan xí ngầu trước? Chị là chị Tước, nhưng chị đi trước. Đánh trước cho mọi người coi. Cười tươi như vậy bài đẹp lắm hả? Chị đẹp hơn nhiều. Miệng của anh ngọt xớt. Rất tiếc chỉ là vô dụng. Giáng chiến đi cu ni cu. Giỏi lắm. Hôm nay tôi bị thua không phải là kém tài, mà thua là vì phong cách. Đã để chị đổ xích ngầu trước. Bị thua luôn cả phong độ hay sao? Cậu đổ thừa. Giỏi thiệt, tức gia. Một nhà ba người. Lần sau, tôi đến học thêm. Ây da, ít đổ như vậy cần chị ký chết chứ. Để dành lại, đi taxi về Hồng Kông. Honey. Hôm nay toàn nhờ vào em đã tiết kiệm cho anh nhiều tiền. Mình là hai vợ chồng sao nói ra những lời như vậy. Vô phòng nghỉ ngơi. Kim dâu, con không cảm ơn chị Sophie. Cảm ơn chị Sophie. Đừng khách sáo. Hôm qua anh đóng kịch chị là giỏi. Xem chút em tưởng là anh giận thiệt. Vậy lão già đó có hứa là giao kinh doanh lại cho em hay không? Cái tên già đó hả? Khùng như là quỷ. Hắn nói sẽ suy nghĩ thêm vài ngày. Hắn không có giao cho em được. Anh đã mua chuộc 10 mấy tên gian lận để gây chuyện trong sòng bài của hắn. Thủ hạ của hắn không bao lâu nữa sẽ ép hắn đưa một người ra đứng đầu. Tới lúc đó ngoài trừ em ra thì còn ai nữa? Anh đừng có quên còn cái dạng kim dầu. Hắn ngày nó càng xui xẻo, đẩy nó ra chỉ thêm mắc cỡ thôi. Cái con nhỏ đó có thể làm cho người ta xui xẻo à? Không những là vậy, ai dính vô cũng bị xui xẻo.
Người bạn chia tay với nó đã nửa năm nay, vẫn còn nợ tiền của anh, ngày nào cũng bị ăn đòn. Nếu mà Kim Dầu chia tay với cô đó thì nó sẽ không sao? Nếu không phải thì bạn trai của cổ đâu phải càng lúc càng thiếu nợ anh nhiều chứ. Đêm hôm qua anh định đánh gãy chân phải của nó, một lát nữa anh sẽ đập gãy luôn chân trái. Không nghe, không nghe, đừng khuyên tôi. Không phải, không đừng công kêu tôi khuyên anh chia tay với Không Đẹp đi. Cô nói chuyện này cho tôi giới thiệu, nếu tôi là Không xong, cô sẽ chia tay với tôi. Nếu như cần khuyên tôi chia tay, tôi đập anh ngay. Nghe đừng, anh Kim Dầu à, hai người đừng ép tôi vào chính giữa như vậy. Tôi biết tôi tệ lắm, nhưng nếu tôi có tệ gì, cũng là háu sắc muốn tán gái mà thôi. Tôi không biết đã gây ra nên chuyện như vậy. Anh đừng nói với tôi là anh đi cứu luôn Không Đẹp tới đây. Đúng vậy. Nè, tôi nói cho anh nghe, tôi tuyệt đối không tin bạn gái của tôi, chi xui xẻo không may cho tôi. Hay là mình chia tay? Anh còn dám? Anh không phải là người đầu tiên. Trước đây tất cả những bạn trai của em khi quen với em bị xui phá sản phải bỏ trốn, có người còn nhảy lầu. Em thật tình không muốn liên lụy đến anh. Tánh của anh không tin gì đâu anh. Em là người hợp tánh với anh nhất trong số bạn gái mạnh quyền. Anh sẽ càng không vì những chuyện không may mà chia tay với em. Chỉ là lúc bắt đầu thôi, sau này càng lúc càng xui thêm. Hey, anh không tin. Em đưa anh đi gặp một người để giải thích cho anh biết tại sao lại xui như vậy. Lợi là ông của em. Hai người xui xẻo tận mạng nên mà cô ấy muốn gần nhau. Ông giỏi lắm. Ông giải thích cho tôi nghe, xui xẻo tới mức nào? Rồi, khổ tuổi tụy, mệnh hổ cáp mà còn đẹp như vậy, nhưng vậy là xà kiết mỹ nhân. Má cô đặt tên cho cổ là không có đẹp, như vậy đã quá dễ đi một ít. Đáng lý mà ai làm chồng của cổ đó, rồi trong 7 ngày sẽ chết. Bây giờ ít chắc sẽ bị xui 7 năm. Nếu ai hôn cổ đúng vào ngày tháng năm trùng ngày sinh của cổ thì sẽ bị xui hết chuyện này tới chuyện kia. Nếu như có sự liên hệ mật thiết với cổ. Liên hệ mật thiết nghĩa là gì? Nghĩa là tình chàng ý thiếp và phụng thành hoàng, xung phong thổi quan ngọc muôn quang. Một tay hái đào hoa tôi đã, mưa bão tôi bồi tàn đát. Đừng có nói sâu xa vậy, tôi trường ngoại quốc. Được, vậy nghĩa là sexual intercourse, irritation, attention, penetration and ejaculation, F-U-C-K. Thôi, hình như là bị trúng nhiều chuyện. Cho nên mới nói là bị xôi. Những điều mà kể ra thì chui triền miên khói lửa luôn. Mua cá ngựa thì điền lộn giấy, đổ bóng đá thì bị thua, chơi mã chuột thì bị người ta đổi bài, và mua lâm số trúng lô tô của kỳ tới. Có nghiêm trọng gì không? Tình trạng này đã xảy ra anh rể của em. Anh rể của em lại? 5 năm trước là người rất nổi tiếng ở trong giới mặt trượt, chơi bài láo cá, nhất tước tâm lạc. Bà của anh nói ổng đột nhiên rút khỏi giang hồ. Cũng bởi vì chị của cổ đó. Chị của cổ cũng xui như vậy thôi. Cho nên đại tâm lạc đến đâu thì thua tới đó, còn phải đổi tên nữa kìa. Đổi tên là gì? Tên là Trần Gà Chết. Bây giờ thì làm việc ở những nơi hồi phục của những kẻ ghiền cờ bạc. Chỉ là tình cờ, vận mệnh đâu có thể nào thay đổi được. Anh tin người có thể đổi thay vận mệnh? Đúng, nhưng phải nhân thượng nhân mới được. Nhân thượng nhân nghĩa là thế nào? Cần phải nhân năng khả bất năng, nhẫn nhân sẽ bất nhẫn. Chị đừng nghĩ người ta không chịu nổi. Tôi hiểu mấy câu này. Tôi có thể thành nhân, thượng nhân. Đừng nói bằng cái miệng, nếu xui quá thì nhất định sẽ đầu hàng. Đẹp à, em phải tin anh. Dù có áp lực lớn cái nào, anh cũng không đầu hàng. Vậy tôi phải dễ thêm một cặp mắt. Phải anh chịu đựng được bao lâu? Thưa ông. Alo, ba hả? Dạ, ba. Không sao, không sao. Ba hôm nay bị xỉu thêm lần nữa. Đó là bởi vì ba muốn press up. Bây giờ tình hình như vậy, mọi người đều muốn ba phải sớm ngày lựa ra một người kế vị. Đáng lý nhân tuyển này nhất định là cháu. Nhưng hôm đó cháu đánh bài cho ba bàn, bị thua một cách rất khó coi. Nếu cháu kế vị, hắn tới giở trò thì sao? Không sai, chúng tôi muốn má nhỏ của cháu đứng ra kế vị. Hôm đó cháu chỉ là thiếu vận may. Nếu là một cầu thủ thì đâu có cần nói thiếu vận may. Tôi đã giao thủ qua với ba bàn, hắn đâu có gì đáng sợ. Tôi Sophie vừa mới vào nhà một tháng, đã muốn để lại việc kinh doanh cho cô ấy quản lý có bộ hơi nhanh một chút. Tôi cảm thấy không yên tâm. Nếu mà thấy không yên tâm vậy thì hãy rút cổ phần ra.
Chưa cần phải kêu căng như vậy. Bây giờ đâu có nói là giao lại cho cô. Này chị Đồng, đây dù sao cũng là chuyện nhà của tôi, giao lại tôi xử lý. Một người là vợ của tôi, một người là con của tôi, thì cũng giống như là bàn tay trên dưới vậy. Bây giờ cả hai đều có ý kiến, tôi rất là tôn trọng. Hay là như gì, để cho Kim Dầu và Sophie đánh thử một ván, ai thắng cuộc thì sẽ là người kế vị. Thế nào? Được, đánh bại hai người. Không, đánh chính thức, đánh bốn người, đánh kiểu Đài Loan. Chị Nhất Đồng, tôi và chị ngồi vào bàn đánh. Nên tới thì tới, nên đôi thì đôi, không đánh bài tình cảm. Được. Không được, lâu nay chị Đồng có thành kiến đối với em. Chị ngồi vô bàn không có công bằng đối với em. Tôi nhận, cô làm cho tôi ghét cô. Nè, mọi người cũng đã nghe. Chị nói như vậy làm sao mà chơi. Được rồi, anh mau à, tôi với anh ngồi vào bàn. Được. Tước à? Đừng cãi, bắt đầu. Hả? Sao lần nạp cắt vậy? Mấy con bài này quen hơi mình nè. Bắt nè Honey. Đôi. Mệt bản. Con tay. Đôi. Hùng chung. Con nam. Đôi. Chị ngại quá, liên tục cả hai lần. Nếu có băng lãnh thì lúc tôi không lấy bài thì tự lấy đi, làm phết. Ý kiến này chị được đó, tam đồng. Đôi. Tam đồng. Em xé đôi tam đồng à? Không cần thì phải đánh ra. Cũng đúng, đúng. Ây da, hoàng kìa. Con bà đẹp lắm hả? Sao rời hoài vậy? Không, là con qua hai hạ thôi. Ây da, lại là con qua hai nữa. Lần này là Lan. Không những là biết rửa và xếp bài, còn biết lấy cái mình muốn nữa. Úp Quang. Bây giờ Honey, từ nãy tới giờ anh nắm con đông của em, nhưng em cũng giỏi thiệt, tự mình là lấy được. Được, để coi. Cùng một nước toàn là đôi, tiểu tứ hỷ. Có thêm một bộ quan cộng, với lại có thêm hai quan chánh nữa. Hết khi em đánh bài Đài Loan, vậy là bao nhiêu? 96 phèn, cộng một thì tự lấy. Thì ra là tự lấy, xem chút em đã quên. Xin lỗi, cả một ván bài hình như là cậu chưa có lấy con nào. Mình háo sắc bị mờ mắt. Thì ra phương pháp của cổ cao như vậy, che giấu thực lực tới gần mình, còn cả cho mình nữa. Sophie, em thiệt là may mắn. Em thấy sau khi em lấy anh, cái gì em cũng tốt hết. Đương nhiên. Nhân Đồng à, có bật lửa hay không? Có. Dáng nào cũng giống nhau. À, tôi cũng giống như cậu. Đánh ra đó, Nam. Nam hả? Nam đôi. Đồng. Đồng. Cũng đôi. Bắc. Bắc à? Cảm ơn. Cũng đôi. Ai giở trò? Ê, có tướng gia đây ai dám giở trò chứ?
Đã đó phải đổi cái bàn này lâu lắm rồi. Đổi bàn. Ây da, ây da. Quá, ây da, đau quá. Ây da. Anh tưởng là khổ sai không? Ừ, khổ thở. Khổ sai không? Là như vậy nữa. Cái bác sĩ mau lên. Phải đi. Ây da, thì khổ thở. Cái gì? Mau đưa tới bệnh viện. Thì khác đến tiếp. Đi đi. Mau lên. Đi đi. Hắn nói một tháng, em chịu một tháng. Không biết đòi hỏi à? Anh sợ để lâu có thay đổi. Em đâu có cảm thấy là cái gì. Bây giờ tên già đó đi vô bệnh viện, anh cũng biết cách đánh bài của dạng kim dầu đâu có thể nào cao bằng em. Bây giờ nó xui như vậy, làm sao mà thắng được em? Anh sợ nó tìm người giúp. Nó tìm được ai? Tạm thời chưa biết là ai. Anh đã cho người theo thằng khốn đó. Nếu có động tĩnh gì thì nó sẽ báo cho biết. Đồng. Ừ. Vì đang có cái gì? Ừ. Đâu có lý nào. Chuyện gì mà không lý nào? Nhìn cái tướng của con đâu có lý nào xui như vậy. Thực ra cũng tại cháu. Tại cháu? Không liên kể tới em. Nếu không Thành giải thích đi, tại sao từ ngành quen với em cứ liên tục bị xui cho tới giờ? Có phải hay không con? Tuy là vậy, nhưng từ ngày con đánh bài với ba bạn tới nay, mỗi lần đánh bài con cầm 16 con bài giống nhau, không khác chút nào. Tôi khác làm thử coi. Không đầu không đuôi chỉ toàn là rác. Rửa bài làm lại. Wow, thử lại nữa. Thử lại. Thấy chưa? Hey. Dán bài này có tên đàng hoàng, kêu là hồng quang đeo đẳng. Ba nuôi của con hôm xưa cũng từng gặp qua. Rồi làm sao mà giải được? Giải cái con khỉ vậy chứ. Ông nắm trúng dán bài này, nửa tháng sau vỡ nợ và trốn luôn hai mươi mấy năm nay, vậy đâu có gặp ông nữa. Ba nuôi cũng bị trúng bánh à? Năm đó ông quen được một cô vũ nữ biệt hiệu là Hắc Hồng Hoa. Dính tới nó rồi á thì xui tận mạng. Thực ra cháu cũng vậy. Người ta kêu cháu là nữ hắc hiệp. Hai người làm sao mà quen? Hỏi hắn đi. Bản thân của cháu không đừng công. Thì ra nó nhận tiền người ta, giới thiệu chị quen với dạng kim dầu. Hả? Sao cô lại biết? Tôi thấy hắn có vẻ gian xảo nên thử nhận lời đi chơi với hắn. Ai ngờ uống vô vài ly, cái gì hắn cũng khai ra hết. Anh nhận tiền của ai? Thật xin lỗi vì tôi thiếu một số tiền nợ với bao bạn, nên hắn ép tôi giới thiệu cho anh quen biết với Không Đẹp đó. Kim Dầu, lúc đầu em không biết anh là ai. Như vậy thì bao bạn cố ý đẩy con vào đường không may. Má cũng hoài nghi Sophie là do hắn xếp đặt để gặp ba con ở tại Las Vegas. Thật là quá đáng. Anh đó nha, tại sao nhiều chuyện vậy? Tôi xui xẻo thì mắc mới gì tới anh? Sao anh biết ai đụng tới tôi sẽ bị xui xẻo? Vì bao bạn biết người bạn trai trước kia của cô là anh chị em. Dì lại có chuyện gì muốn hỏi tôi? Đâu có gì. Thấy họ đánh đã tài quá, tôi cũng đánh cho vui. Anh thật là mắc dịch, phản bội tôi. Xin lỗi anh, nếu tôi không làm vậy thì sẽ bị người ta chém 18 khúc. Vậy cũng tốt. Nhờ vậy mình cũng biết kế hoạch này là do ba bà nghĩ ra. Để má tìm trên thám tư đi theo hai người họ bắt quả tang. Con có làm gì? Má cũng không biết. Hôm đó ba của con nháy mắt kêu má giải dây cho con. Ổng hả? Đã bắt đầu hoài nghi con mẹ Sophie này. Con đến bệnh viện thăm ổng đi, không chừng ông sẽ chỉ một đường tốt cho con đi. Bác sĩ nói anh không gì, sao cứ thở dài hoài? Không có gì à, anh cảm thấy vừa đau đầu vừa đau tim, còn bị tê chân nữa. Theo như em thấy thì tốt nhất là anh nên xuất viện cho sớm, để em với Kim Dầu đánh luôn ván bài đó chứ anh có thể yên tâm để mà dưỡng bệnh. Anh thì cũng muốn lắm, nhưng phải thêm vài ngày nữa. Ấy dạ, thiệt đau quá, đau. Ấy dạ. Vô đi ba. Có
Con à, đã tới rồi. Dạ. Tốt. Bà, giới thiệu cho ba biết hơn. Bà gái của con tên đẹp. Chào bác. Ngoan. Chị Sophie. Chào chị Sophie. Chào cô. Kim Dầu, sao hôm nay rảnh quá vậy? Không nhân thời gian này để luyện tập mặt trượt à? Sao lại rảnh rang đi với bạn gái? Hey, đừng có nói thêm nữa. Tới thăm bà của nó mà. Bà. Bà. Nè con à. Ây dạ, lại đào nữa. Bà, thế nào? Em đi kêu bác sĩ. Được, mau lên. Bà, có sao khỏi? Làm gì vậy? Tôi đi kêu bác sĩ. Bà, ta là bộ thôi. Con biết mà, con đóng kịch cũng thật giỏi. Nói cũng đúng. Nè, bà biết tại má nhau của con có điều không ổn. Nhưng bây giờ cả đám cổ đông đứng về phía bà. Trận bài của tuần sau con nhất định phải thắng. Nhưng bây giờ có thể là xui. Cho nên lập tức ký bài thật của bà. Tước kêu căng hoàn thành tâm lạc. Đi mau. Vậy là anh trẻ cũ. Hả? Nó. Ồ, hoàn cảnh người đó giống y như là con. Quen với chị của cổ á, xui tận mạng. Ông nhất định giúp được con. Đi mau. Đi mau. Ừ. Đẹp bà vậy mau. Không cần phải đóng kịch nữa. Dạ. Thế giờ đụng tới xỉu luôn. Nè con à, lần đi sửa thấy đây chị cây là say mê cờ bạc giống như là đổ tiền xuống biển. Câu nói này thì là không đúng. Say mê cờ bạc nghĩa là cả nhà đều nhảy sông mới đúng. Muốn chơi cờ bạc, không muốn cờ bạc, chơi ít thì ngứa tay, không được chơi thì muốn chết. Những người bạn này xin hãy điện cho trung tâm hồi phục của những người mê cờ bạc do Trần Gà Chết xử lý. Bảo đảm sau khi tốt nghiệp, lúc nhìn thấy mặt trượt muốn ói, nhìn thấy bộ bài thì muốn chết, đi gần hội đua ngựa thì nhức đầu. Nhớ đường dây nóng của chúng tôi 24242424, nói vào số 444. Xin hãy gọi ngay. Đó là anh trẻ của em. Anh tên là Trần Tâm Lạc. Anh kiêu ngạo lắm, nhưng sau khi tu tâm dưỡng tánh thì đổi tên là Trần Gà Chết. Bây giờ đến trung tâm này làm người quản lý, giúp người ta cái cờ bạc. Trung tâm cai cờ bạc là chỗ này. Đúng, em đi coi. Wow, có đầy đủ hơn là Macau. Con muốn chơi dài dáng không? Anh rể. Anh là đại sư cờ bạc Trần Tâm Lợi. Bây giờ tôi thắng được dài dáng nhỏ nhất cũng vui. Qua đi. Wow, thiệt tình. Tốt vậy à. Thắng tới 40 bạn. Tôi đặt 10.000 mua nhà cái. Xin lỗi, ở đây chỉ mua được nhà con thôi. Hey, đất lý nào thân vậy. Nhà con cũng được. Chia bạn. Có chừng 2 điểm. Ba cạnh. Hey, là con tay chứ được có 2 điểm. Sao chị bà nhà con bên đó, con lấy theo bên này. Quy luật của chúng tôi là như vậy. Cái 7 điểm, nhà con 6 điểm. Mời rút bài. Được. Tôi mà lấy được bài thành chết chắc. Ba cạnh. 1 điểm, tôi thua. Cái thắng. Cho dù nặng suốt đêm cũng vẫn nặng ra con ếch, con hai và con hình. Bởi vì bộ bài này chỉ có con ếch, con hai và hình thôi. Và mới bên này, con 8, con 9 chỉ những con hình. Ê, vậy theo thèm chơi. Cần phải như vậy. Coi cái đám bạn này nè. Mỗi người thì bắt họ đến đây chơi cả 10 mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ ngửi thấy mùi bài thì là muốn ói. Tôi không tin. Chơi tài xỉu. Ê, sao không có ai mua? Anh ấy nhìn kỹ. Lớn chỉ có 16, 17. Nhỏ chỉ có 4, 5. Còn mấy cái khác 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cũng đều là số giữa hết. Tôi mua số giữa. Số giữa mua 1 đồng chung 5 cắt. Vậy tốt, mua 1.000 định 500. Không phải, nếu mua 1.000 tôi giữ 500 còn 500 định lại trên. Vậy tôi mua số. Có 1 đồng chung 5 cắt. Vậy là thua chắc. Không phải, chỉ là 9 phần 10. Tôi chơi cái ngựa. Ê, đây là trận đua thứ 6 của trận đua tuần này. Tôi nhớ là con số 6 thắng mà.
Vậy là chết anh. Anh thua chắc hả? Tôi mua 3.000 win. 3.000 win, số 6 là mừ. Lần này một đời 16, chắc chắn là win thắng. Nè, bây giờ có 16. Con 13 dẫn đầu. 13 dẫn đầu. Tiếp đến là con 12. Con 12, con 6. Yeah. Nó là thắng mà. Chúc mừng. Chúc mừng. 3 x 16 48.000. Tôi thu tiền. Xin lỗi, không có cửa sổ này. Tại sao? Ở đây thì ngày nào cũng đua cái trận này hết. Ngày nào cũng số 6 thắng, nhưng không có cửa sổ phát tiền. Không ai biết đi đâu mà lãnh tiền. Thì trai vô tới đây cũng có thể cài cờ bạc. Hãy qua khu cờ bạc kế bên coi, hoàn cảnh khác hẳn. Không khí chỗ này tốt hơn nhiều. Vì có muốn trở lại bên cũ không? Đương nhiên là ở đây tốt hơn. Anh rể, Kim Dầu cũng nhanh lúc trước. Nhưng mà cái mẫu Sophie có lòng muốn chiếm tài sản của ảnh. Anh giúp cho ảnh được không? Đi. Thế bây giờ anh vẫn còn ngu quá. Cứ ở gần dưới cổ dù bị xui xuất kiếp. Nếu một người đàn ông đem hết thất bại đổ lên người đàn bà, thì người này đâu phải là đàn ông. Ấy, hay lắm. Bằng giờ con này tôi sẽ giúp anh. Không phải là anh đã cai cờ bạc? Tôi đã cai, nhưng mà tôi có thể dạy cho anh chơi. Giờ đi. Nè. Thế nào? Rác nhiều quá ha. Nhưng mà coi mấy bài của tôi nè. Bài của anh tốt như vậy còn nói là tệ hơn ảnh. Đếm kỹ lại coi. Chỉ có 15 con, thiếu một con. Sao lại thiếu một con? Tôi cũng không biết. Chỉ biết là đổ xí ngộ hay là mở ván bài cũng được. Vừa lấy xong, một là dư hay là thiếu. Thiếu suốt 7 năm. Vậy không phải là xui bình thường, mà là cực độ xui. Hả? Người có tam xui lục dưỡng, ăn bao nhiêu mà bao nhiêu thì trời đã định. Bây giờ mình xui xẻo tới như vậy, sau này trời sẽ bù lại dưỡng khí cho mình. Wow. Mai mốt trời không bù lại thì tiêu. Lưu Đức Quy có nói, người hiền trời không bạc đãi. Đạo lý đơn giản như vậy thôi. Lúc mình xui xẻo thì phải cố gắng nỗ lực. Chứ dù bày rác không phải từ từ mà đánh ra. Đừng bao giờ đánh lầm. Sau đó lựa cơ hội để mà lên. Ông trời không có bạc đãi cho những người siêng năng và có lòng tốt. Đánh lầm bài người ta sẽ tới ngay. Đăng bài nhỏ mà thua tam lạc là chết chắc. Ấy, không sao. Tôi dẫn anh tới một nơi để chơi bài. Thua tam lạc cũng không cần phải chết. Ừ, đánh chung với họ. Bốn người họ cộng lại đã 300 tuổi. Ăn tiền họ thì là ngậy. Chưa chết. Hai phan tự tới. Thôi ra cái thằng cha mắc dịch này nè. Tuổi chắc là chơi gian lận tại sao ăn hoài vậy? Xê, giỡn tự động tôi coi. Thôi già, đã ra còn nói ra hả? Đánh chồng đánh hả? Dạ, đừng có chạy, đuổi chạy nha. Chết đi, chết đi, chết đi. Ăn gian hả? Ăn gian còn nói. Chết đi. Hầu tỉnh thu nợ. Chết đi, chết đi. Tôi xả xù. Lần này có ăn nữa hay không? Xui xẻo. Cậu nhỏ kìa, có phải muốn đánh bài hay không? Qua đây lẹ lên, ngồi xuống ngồi xuống. Hả? Để tôi giới thiệu cho anh biết. Tim sao? Lúc trước có tên là Điện Dược Đàn Ông. Trên sông Mã Chược, dược chết ai thì cũng có đền mạng. Bà dì tư kêu là cá mập trên sân Mã Chược, chuyên gạt tay mới, ăn rồi nhai luôn xương. Còn mỗi năm thì đáng sợ, kêu là ma háo sắc. Trên sân Mã Chược, ai đến bà với bà đều bị lột hết quần áo và giày dép. Không chơi cứ được không? Không chơi. Muốn ăn đòn phải không? Làm sao hả? Muốn chết à? Được, được. Chết thì chơi. Ủa, lại là cái đống bài mờ ám này. Ý, sao giống cái bài lúc trước mình bị thua mười mấy triệu với ba bạn? Nắm bài này, nếu mà thua thì coi như là thắng. Đến quê coi như có phước. Thắng được một chút coi như là mua gà tạ lễ. Vậy thì là mất hứng. Tối này nè, đợi cậu, tôi mất hứng luôn. Xếp gà, chơi không? Mau đi, mau lên, mau lên. Trông.
Cái này kêu là không lấy mà tự nó tới. Trong một gián ít nhất cũng phải xảy ra 3 lần. Như vậy kêu là mình đầu hàng. Tôi từng đầu hàng cả 28 lần. Gián nào cũng đầu hàng, vậy là thua mà không thắng. Nhưng đánh bài thì cần phải kiên nhẫn. Nè, còn có một cơ hội nữa. Người ta tới làm bài thì anh được thu tiền. Cũng được, tôi tin anh. Giống như là photocopy. Tôi bỏ. Tôi bỏ. Tự lấy tới thường chỉ 2 phần. Mợ à, 4, 5, 7 mà cũng tới sao? Hả, có thể không? Tới rồi mày. Đợi mày. Đơn từ đơn. Mở hộp tủ coi coi. 8 vòng chưa tới. Thu được 3 gián đánh lầm. Thua 1 gián tự lấy. Còn những gián kia đều là tối thường. Tính kỹ vẫn còn được ăn. Nhưng mà thì là chán. Thôi, đánh bài là muốn thắng hay là muốn được chơi? Tôi thấy là có nhiều người muốn được chơi cho nên thua sạch tối. Không sai, anh đã đúng. Thế nè, đợi chút rồi. Đừng bị dữ dỗ, ăn nhỏ một chút. Tây, khai quang. Khai quang con Tây là muốn tập tâm yêu, muốn ăn cũng không được. Con Tám. Cũng chưa hẳn là chết. Đôi. Ê khoan đã. Ê, giờ đúng lúc. 8 dạng đồng một màu. Ê, có thể không? Chết chưa? Được, có dạng này, không thắc con nào. Tự lấy, đánh mà gác. Gác người đẹp. Ăn nhỏ nhất. Thế đồ ăn vật. Đánh bài mà chưa tới vòng bớt thì cũng chưa chắc là ai ăn ai thua. Đánh bài cùng với làm người cũng giống nhau. Đừng nên đầu hàng. Dù biết là thua chắc, cũng hy vọng thua một chút ít thôi. Ngày nào mà chưa chết vẫn còn báo thù được. Vậy thì cực khổ. Vậy còn hơn là nghèo. Hôm nay tôi dạy cho anh một tuyệt chiêu. Có phải là đỡ hết bậy? Phải. Trò hạ tiện như vậy tôi không dạy anh. Tuyệt chiêu này kêu là tiếu tuyệt. Vừa đánh bài vừa cười. Ai lại không biết cười? Vậy chưa chắc. Bất luận là xui cách mấy, bất luận dừng cách mấy, con phải tiếp tục coi. Vì đối phương không biết anh đang nắm gián bài mạnh hay là gián bài yếu, tốt hay là xấu, có phải không? Dễ thua mà. Vậy chưa chắc. Cười cho tôi coi. Nhờ, sao tại mừng tôi? Cười. Nè. Ây dồi, rác quá. Mắt tôi thật bị rác. Nhờ. Đương nhiên, tôi có đổi dầu nóng nhưng mà. Hả? Anh muốn hại tôi hay sao? Cười. Tôi rửa mắt chút hả? Làm ơn. Bên kia. Anh nè. Cười. Anh gạt tôi vô phòng vệ sinh nữ. Cười. Cười thì là có thiên tài như vậy. Chỉ cần tập thêm 2 tháng nữa thì có tiếu tuyệt chiêu. Nhưng chưa tới nửa tháng tôi đã bị sư phụ chơi chết rồi. Anh thì muốn như vậy nhưng mà không chơi sớm vậy đâu. Ông xã. Em tuyệt nhớ anh quá. Hùng cách. Sai người là hùng cái này. Đúng vậy, mất con bị truyền nhiễm. Có là chuyện cũng không đẹp đó. Hello, tôi tên là không múp. Nhưng thiệt ra là múp lắm. Anh học với chồng của tôi, có cực khổ hay không? Chào anh. Không cực. Cực khổ mấy ngày rồi, hay là nghỉ ngơi đi. Hẹn chứ không đã tới nhà tôi ăn cơm. Đừng, tới quán ăn mà mình gặp mấy lần cũng không được. Được. Vậy thì cô gì bằng. Hôm nay thiệt may, vậy mà cũng đạt được bàn. Lần nào đặt bàn cũng nói là hết bàn. Đúng vậy, làm luôn đêm nay thì không làm nữa. Sao vậy? Cả ba ông chủ cãi lộn với nhau. Rồi thì trở mặt. Một người không ký chi phiếu, một người không trả tiền, một người không chịu ra lương. Vậy thì là may. Nếu ngày mai tới đây thì khỏi ăn. Bây giờ nói thì sớm quá. Vô đi. Thôi đi,
ngon nhất là bò bít tết với lại tiêu đen. À hết rồi. Còn cút lết? Bán hết. Có còn gà không hay là cá? Bán hết. Vậy thì còn đồ gì? Để tôi vô nhà bếp coi. Còn cái gì ăn cái nấy. Quán ăn chỗ này hay tới chỗ khác? Thôi đi, mấy người chúng ta đi đến đâu cũng giống như vậy. Mỗi lần ra ngoài ăn cơm, không cắn trúng thằng lần thì là cũng cắn trúng gián. Có một lần tôi ăn nhầm con bướm thuộc loại tuyệt giống. Nè. Cảm ơn. Tại sao là phát dầu với nĩa bằng nhựa? Mình đâu có thể dùng nĩa bằng sắt. Nếu dùng sẽ tự nhiên đâm trúng mình, ly thủy tinh sẽ không được, sẽ bị nước. Phải, dầu nĩa bằng nhựa thì an toàn hơn. Vậy đời sống có ý nghĩa gì? Ê, đầu bếp bị bệnh tim tái phát, đã vô bệnh viện, chỉ còn mấy thứ này, ăn đỡ đi. Nhưng cái gối quá vậy là gì đi? Đó là bánh mì. Anh cũng có thể cắt từng miếng bánh mì chờ, đem vô lò nướng nướng lại, rồi đem cho chúng tôi ăn cũng được mà. Làm ơn một chút đại ca, lò nướng của bánh mì bị hư, dao cắt bánh mì cũng bị mất luôn. Là gì vậy? Kem hay là nước sốt? Là kem. Tủ lạnh đã bị hư rồi. Nè, chưa tan hết. Sao có cái quá bự, cái thì quá nhỏ? Trong bốn người, anh to con nhất, anh ăn cái lớn. Có đúng không? À. Nè, các vị tự nhiên. Nè, xin ăn mau một chút, tôi còn phải đóng cửa. Sao đóng cửa? Mới cái 8 giờ mấy. Anh nghĩ coi đêm nay, ngoại trừ bốn người ra, còn khách tới nữa hay sao? Nhờ anh. Kim Dầu. Bộ anh quên, ông thầy nói là phải nhịn, cái gì cũng phải nhịn hết. Được, anh nhịn. Ừ. Cheese. Cheese. Nè, chúc cho bốn chúng ta diễn diễn yêu nhau. Ừ. Hồng miếng. Được. Honey. Thế là phục hai người, xui tận mạng mà còn vui vẻ. Âu yếm tới vậy. Nè, người yêu là do mình lựa, lựa rồi thì đâu có tính toán nữa, có phải không? Thật lòng đi một người, tôi cũng phải yêu thật lòng. Nè, đừng cầm lâu quá. Được, để tôi cắt vài miếng bánh mì cho mọi người ăn. Ê, không thể dùng dao nĩa bằng sắt. Không dùng dao nĩa bằng sắt, làm sao cắt được cái gối này? À. Bây giờ tôi tin lời của mọi người. Đã nói được ra ngoài ăn cơm. Vừa tôi ở nhà nấu cơm cũng bị cháy khét. À, anh vợ tính tiền đi tới bệnh viện còn hơn. À, cảm ơn chủ. Số tiền là 9.843 đồng. Chỉ các bạn thôi, có đáng giá 9.000 mấy hay không? Khổ một cái là hai món đồ trên người của ông. Cảm ơn. Chuyện gì? Đơn giản thôi, không đóng tiền điện cho người ta thì bị cúp điện mà. Vậy tấm thẻ của tôi chắc còn mất luôn. Mình đi. Đi được, đi. Mau lên. Được, đi. Đừng có đụng tôi. Đi. Mau. Đánh bài so với con nít chạy chó thì cũng giống nhau, rất tinh nghịch. Nếu muốn nó đi thì nó lại đứng, nếu muốn nó tới nó lại bỏ đi. Lúc không có tìm nó thì nó đeo theo mình, cho nên mình phải trở thành một người bạn tốt đối với nó, thương yêu nó. Từ từ nó sẽ tốt với mình. Muốn nó tới thì nó tới, không muốn thì nó không tới. Thân kỳ gì à?
cộng thêm tiếp tuyệt mà tôi đã dạy cho anh. Bất luận là hoàn cảnh tệ đến đâu, không phải cười lên, duy trì thái độ như vậy thì dần mấy cũng mà chịu sẽ trở lại với anh. Tôi đã hiểu những gì mà anh dạy tôi không phải để chơi mặt chữ, nhưng dùng làm người thì cũng thích hợp. Anh hiểu thì được. Coi kìa. Cái thằng già ăn kim chồng mắc dịch đó, không biết dạo này nó làm gì, suốt ngày bỏ đi mất tiêu. Không biết nó đang dở trò gì. Người của anh đã cho anh biết rồi. Nó đang ở trung tâm của trứng gà chết để cai cờ bạc. Cai cờ bạc? Nó cai hay là đang học đánh bài? Em yên tâm, trứng gà chết vẫn còn đen hơn, lấy gì mà dạy. Dù sao người ta lúc trước cũng là cao thủ mặt trượt. Ba ngày sau em sẽ quyết chiến với là dạng kim dầu. Hay là gì? Ba ngày sau đừng để nó xuất hiện. Mặt nào quá. Anh đã chuẩn bị người từ sớm để lấy mạng nó. Người anh em đã lâu không tới thăm tôi. Tốt sao? Từ khi dựng may có anh bị sụp, anh chưa lần nào nắm được đồ phát tài. Lần nào chỉ là một con. Nhờ em coi, là một đôi. Vậy là chưa hết xuôi. Tôi cũng có một đôi. Khỏi phải ăn. Nhưng mà không sao, tôi sẽ đôi trên. Vậy chỉ còn cách đôi. Ê, anh vẫn chưa hết xuôi. Bởi vì tôi ăn con tập tam yêu, nghĩa là đôi con phát tài. Cho nên mới nói cái nào của mình mới là của mình, không phải của mình thì không thuộc về mình. Tôi có ý sẽ phát tài mà anh cũng không đôi được. Vậy chứng minh phước phần của anh vẫn chưa có tới. Kim Dầu, chỉ cần anh cố gắng thì chị Sophie sẽ không lấy được những gì thuộc về anh. Tiếp tục nỗ lực, hướng về phương diện tốt để suy nghĩ. Chính trước đôi anh Giang Bình có chút tiến bộ, không cần phải ăn gián sườn. Gấp quá, tôi phải đi toilet. Ê, tôi xui vậy, gặp anh là chuyện bình thường. Wow, là người thiệt à, thì là may mắn. Còn là người giả công thì là tệ. Sao cái đầu cứng vậy? Mệt quá. Ê, ông xã. Hả? Ba chúng tôi đến một, vậy là có lợi. Hả? Anh hai. Việc tốt thì có đôi, sợ mấy người không tới. Bây giờ ba đối ba, con cười nổi hay không? Đương nhiên là cười nổi. Tôi xui lắm. Tôi nghĩ là suốt ngày không có ai tới chém tôi. Bây giờ chỉ có ba người tới chém tôi. Tôi nghĩ là ít nhất cũng cả trăm người tới đây chém tôi. Chém anh ba người đủ rồi. Có thiệt không? Để coi ai chém ai trước. Bắt nó. Vô tù. Nghĩ lại nữa. Nè, sao lại tới hai người được? Tôi có một người. Vậy chỉ có một người trên. Nè, đỡ. Đừng chém mặt chữ của tôi. Tôi nói vô tội. Tụi nó đâu có sức phản kháng lại. Sao chém tụi nó? Đồ điên. Sao không biết nhận tính? Chém tôi thì được rồi, còn chém bằng mặt chữ của tôi. Rồi, chấp đúng. Trời ơi, tới nhà. Đồng nào. Chết đi. Bốn vàng. Nhất dạng 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tới đi đồng màu. Tay bắt cùng chung, tới bài. Bạch bản tới luôn. Vậy là anh chắc. Ăn sạch sẽ. Mặt chữ tôi là nhỏ, nhưng đáng bảo vệ.
Ê, thằng hiếp đàn bà có hỏi qua tôi chưa? Má nuôi. Ngoan, má, má nấu canh rau tốt tiền của má ăn. Hắn, hắn là sát thủ. Má biết sát thủ gì sao mà tệ mặt quá, trông giống như là con ma vậy. Sợ người ta không biết mình là sát thủ hay sao? Bây giờ là thời đại gì không còn đánh công phu? Má nuôi dữ quá. Má nuôi. Con à, có sao không? Cần dạ. Gì không sao. Sophie thiệt là thâm độc. Tối mai quyết chiến, tối nay cho sát thủ tới giết con. Hey, vậy Tú, vì bà sợ con nên mới cho sát thủ tập kích con. Tối mai thấy con chưa chết, khi thế gì cũng phải mất hết. Sao tự nhiên con lại lạc quan vậy? Là sư phụ dạy con, ông nói chuyện gì cũng phải nghĩ điều tốt, vậy làm người vui vẻ hơn. Quả thiệt danh sư xuất cao đồ. À nè, có lòng tin không? Có, chỉ cần là nghĩ tới những chuyện vui vẻ thì nhất định được thành công. Ây da. À, anh Dầu thiệt là hay, trúng số độc đắc. Quên nè, anh có sai không? Các vị trận bài ngày hôm nay, để quyết định tiểu đệ đem quyền nắm sản nghiệp giao lại cho người nào. Bất luận là ai, vợ tôi Sophia hoặc con trai của tôi là Kim Dầu, ai thắng được trận này thì cũng là người kế vị của tôi. Hôm nay tôi muốn mời các vị làm người chứng cho tiểu đệ. Trận đánh lần trước là do tôi và anh Mau ngồi chung vào bàn, nhưng mà hôm nay quy lệ có chút thay đổi. Hai người họ có thể tự lựa một người mà họ tín nhiệm nhất để ngồi đánh chung. Kim Dầu, con trai của tôi, đã mời má nuôi của nó, chị Nhất Đồng ngồi vào đánh chung. Còn trợ tá của Sophie, vợ của tôi, thì vẫn chưa tới. Bà không nói cho tôi biết là bà mời ai làm trợ thủ. Tới rồi kìa. Là ông à? Lần trước tôi thua cho chị Sophia, tôi cảm thấy rất khâm phục, luôn muốn có cơ hội học hỏi với chị, cho nên tôi mới nhận lời mời. Ông không phải tới chơi bài mà chỉ muốn giở trò thôi. Qua cửa là khách, nếu vợ của tôi đã mời được ổng làm trợ thủ, tôi phải tôn trọng ý định của vợ tôi. Bởi vậy trước đây các việc của chú hiểu lầm với anh Bao Bàn, đã thấy lúc bỏ quán để thành bạn. Ê, con đã nói thiếu hết hai chữ là bỏ quán thành bạn, làm tình hả? Cãi nhau không có ý nghĩa gì, đánh bại để phân cao thấp. Tôi sợ cô à? Kim Dầu, anh cứ sợ là hai người sẽ bị kẹt xe. 9 giờ sáng ra khỏi nhà đã đụng xe 3 lần, chiếc xe điện ngầm cũng hư, chúng ta phải đi bộ tới đây. Cảm ơn nhiều. Không có gì, cho dù cực khổ đến mấy em cũng đến ủng hộ cho anh. Anh có chuyện này muốn nói trước với em. Anh nói. Cuộc thi của tối hôm nay, dù thua hay là thắng, sau này anh giàu sang hay là nghèo khổ, anh cũng cưới em. Em có bằng lòng lấy một người có thể trắng tay hay không? Đủ rồi, cho dù làm tình trên giường cũng không thể kéo dài lâu hơn nữa. Vô bàn mau đi. Ở đây chờ anh. Thì đẹp quá, nhưng em phải cẩn thận chút, đừng xui đến nỗi mất luôn viên kim cương chứ còn cái vỏ. Phải, em thật phải nên cẩn thận. Hắc hiệp, đã xui đã chưa? Lát nữa khi anh thu tiền sẽ biết ngay. Được, lát nữa tôi đưa tiền cho anh đi taxi về trước. Thì xin lỗi, tự nhiên có hai khúc lập xưởng. Sao như là Angelina Jolie thì là sexy.
gái hiền cứ theo tôi hoài, thế là người bạn trung thành. Đã lâu không gặp anh bạn. Ừ, có thiệt không? Nè con, hình như có chút khởi sắc. Đôi bài. Sao tròn? Đôi bài cũng nhanh tay lắm. Chỉ đáng tiếc trễ một chút. Quang. Quang cái gì? Quang sáu tròn. Sao không đợi tới Tết rồi kêu? Bài Đài Loan Quang là lớn nhất mà, phải không anh y? Đúng, đúng. Hình như là bài tốt ha. Chị đợi coi. Xé bài hả? Rồi. Hồng Chung. Có gì không? Hồng Chung mà cũng đánh. Sắp tới bài cái gì cũng đánh. Nhắc mà. Không phải là Hồng Chung thì là phát tài. Nhất tròn. Thế là không ngờ. Thập tâm yêu. Anh bạn biết anh tới đúng giờ mà. Tiền của anh để dành sáng mai đi taxi. Được. Anh Tứ à, hình như dẫn mai Kim Dầu trở về. 16 dòng Mỹ Đình thắng bại vẫn chưa biết. Anh bây giờ đang ở trong tay của chúng tôi. Bắt đầu từ lúc này không được tới. Nếu còn ăn nửa chén, tôi sẽ cắt một miếng thịt trên mặt của cổ. Con à, có chuyện gì? Ây da, đau bụng quá. Đợi tôi một chút. Từ từ đi. Ây da. Này chị Nhất Đồng à, làm gì đây? Tôi đau bụng quá, phải đi toilet. Đừng có kéo dài thời gian nữa. Hoàng Trúc cái gì sao? Ê, ra tới cửa rồi. Ê, dạ, tôi phải đi. Nè, nè. Mở rời khỏi bàn thì làm sao đây? Tôi yêu cầu kiếm người để thấy chỗ. Nè anh mau, hay là anh thấy cho chị Nhất Đồng? Được. Nếu anh giúp cho tôi thành người kế vị của Thức gia, vậy 10 triệu sẽ thuộc về của anh. Còn giao và casino cho anh coi chừng. Cảm ơn chị Sophia. Đúng là của anh mà. Chú Nhẫn, để chú Nhẫn. Nhưng mà không đẹp trong tay của họ, mình phải làm gì? Mùng Giang. Rồi. Hình như bài đẹp lắm, nhưng mà tôi nghĩ dáng này anh ăn không được. Gì à? Gắn trở vô thì không ăn bài được nữa. Sao hả? Muốn thằng bầu của cô thua bài. Thiệt là đê tiện. Đê tiện hả? Càng đê tiện hơn cũng được. Đừng. Chúng tôi nổi tiếng là nữ hắc hiệp, đụng tới chúng tôi sẽ bị xui xẻo. Bộ tự nói như vậy á, chúng tôi tin hay sao? Tôi nói thiệt đó.
Như vậy thì mày thử mới được đó. Đồng không sao chứ? Hey, đi cầu ngay ruột luôn, không biết ăn trúng cái gì. Kim Dầu thế nào? Có phải tiếp tục thắng không? Không chỉ có ăn được bàn đầu, tiếp đó không tính được bàn nào. Có thiệt không? Đã đánh 12 vòng. Hai tròn. Không ăn sao? Tôi hoài nghi có vấn đề. Rõ ràng có mấy dán ăn được, nó lại không dám ăn. Tại sao? Tôi cũng muốn biết tại sao. Mau điều tra. Được. Nhưng mà không được. Bây giờ tôi muốn coi có dầu gió hay thuốc trị tiêu chảy không. Không cần điều tra, có thuốc nè. Có hả? Lấy cái chai này nhét đỡ đi. Ông mau đi chết. Dạ tôi chuyện gì nó nổi vậy đó nổi. Kim Dầu, từ lúc cô ăn gián đầu tới giờ đã 16 vòng chưa có ăn bằng nào. Bây giờ đã tới vòng cuối, tôi đang của cậu cả 2 triệu bạc lận đó. Hay là tôi nghĩ cậu hãy chịu thua đi. Chị dở thiệt. Sao vẫn cười tươi? Không chừng tôi không đánh bài nữa, đổi ngay cho cổ phiếu là nhiều hơn. Làm đầu bếp đi kiếm ăn đi. Uống cà phê. Không cần. Không đẹp. Đừng nói nhiều, phải tập trung để chơi bài. Chưa đánh xong, chưa định được hơn thua. Uống cho tỉnh. Ráng lên. Càng ly. Cảm ơn. Sáng lên. Kim Dầu, nếu mà chỉ vài vòng cậu ăn trở lại được, tên của cậu sẽ đi vào kỷ lục. Khó nói lắm. Sao đây? Thua đến nỗi không biết chơi, không chơi sẽ bị dư bài. Ba, giấy này phải là bị dư bài. Phải, cái này kêu là thiên hộ 100 phàn. Anh em Tú, xếp hàng tới gặp tôi hơ. Có nóng không? Để tôi quạt chờ. Mở bài, vừa mở thì ngũ tướng nhãn đơn qua. Cùng với tự làm cái, được thêm 3 phàn. Hồng trung, tướng nhãn đồng đồng, cái được tính 23 phàn. Tới nhất phàn nhất tự, cái được tính 53 phàn. Má nuôi tính xong chưa? Nếu bạn tới không thua thì sẽ thắng Sophie. Đừng có vui như vậy. Cho dù là cậu đã thắng 26 ván, nhưng tôi đã thắng 3 ván tự lấy, chưa có đánh làm bài. Nếu ván cuối thì kéo được, cậu chưa chắc là thắng. Được, tôi muốn chịu thua một cách khâm phục. Cầm thứ 27. Có thiệt không? Bây giờ tới đâu mà để kiếm tôi? Có mẹ đây, tao yên tâm. Giang. Tới tiệc đúng lúc, phải nhờ mày. Tôi là mày tới hơi trễ, nhưng không sao, đại lương mì. Nhờ, còn mày thì hơi nhũng nhịt, tối ngày cứ trốn hoài. Cùng lắm thì tao để mày uống rượu. Cần trễ gì không? Ê, coi cái mặt của mày kìa, thế là dơ. Để lần sau tao lấy xà bông rửa mặt cho mày ha. Chú Mâu, sao bà của chú ít vậy? Mất hết một con. Thì phải. Anh đang làm cái gì đây?
Cần bạch bản hả? Tôi có, nhưng mà không đánh ra. Cho nên thường ngày phải làm bạn tốt đối với mặt trời, thương tụi nó thì tụi nó sẽ thường làm bạn với mình. Muốn nó tới thì nó tới, muốn không tới thì không tới. Xéo đội hùng chung, chắc là sắp sửa tới bài ha. Đánh bạch bản ra nhất định là đang cần phát tài. Chính dạng. Wow. Anh em tốt, biết mày sẽ tới. Tới bài. Tới bài, ăn cái gì? Đến chị nghe, từ lấy bài liền đôi, đại tứ hỷ cùng một nước rồi. Bài đôi của Hoa làm cái được 55 phen, cộng luôn từ tới Phú Quý Vinh Hoa. Muốn biết bao nhiêu phen thổi bà tôi? Đại tứ hỷ 100 phen, được thêm 100 phen, cộng thêm 30 phen, cộng luôn 55 phen từ mình chờ được. Tổng cộng 288 phen. Thôi chị chịu thua chưa? Bài của cậu tốt vậy sao? Honey, khi nãy bộ bài đó rõ ràng là có vấn đề. Em yêu cầu được thi lại. Anh cũng cảm thấy có chút vấn đề. Chỗ nào? Là hôn nhân chúng ta có vấn đề. Em tự coi đi. Nhất đồng mướn tin 84 theo dõi em đã lâu. Tránh ra. Các vị, tôi bây giờ chính thức tuyên bố, người kế vị tôi là con trai của tôi, Giang Kim Dầu. Kim Dầu giỏi quá. Cảm ơn. Còn nữa, tôi đã mướn luật sư chính thức đệ đơn ly dị với vợ của tôi. Không đi còn đứng đây làm gì? Cảm ơn bà. Nè bà, từ nay đừng có làm mất. Không không, tên em không còn bị xu nữa. Bên này. Cái đẹp không con? Hai em đẹp. Chào chị. Dầu. Hả? Đúng con tan học về. Dạ phải. Cùng nhau đi ăn cơm rồi về nhà. Con ngoan. Hãy mau thưa dì dưỡng. Thưa dì dưỡng. Thế nào anh trẻ? Chú dần chưa? Ui, đương nhiên. Bây giờ đổi tên kêu là Trần Tâm Phan, sắp được kêu Trần Tâm Lạc. Còn em? Còn nói, từ ngày thắng được ván bài của chị Sophie thì ảnh cho bài không thắng nữa. Nhưng sòng bạc kèm với sòng trên tàu thì là vô số. Còn đặt thêm hai sòng bạc ở trong khách sạn ở Macau. Wow, vậy thì được. Lâu nay mở sòng bạc thắng chết mà, đâu có ai tới sòng bạc mà ăn. Không nói thêm với anh, tối nay em còn phải bay qua Las Vegas để mà hợp. Xin chào. Bye bye, bye, bye. Hay quá, họ không còn xui nữa. Còn tụi nó thì sao? Nè người đẹp. Kim Dầu. Hi. Hi. Nè. Con à, con có sao không? Căng tiệc chơi ấy.